Đứng lại, ngươi là yêu nghiệt phương nào mà dám xông vào thiên đình? Trên đời này không ai có thể cản được bước chân của ta rồi. Tốt, rất có chí khí. Nếu đã như vậy, ta sẽ không ép nữa. Đại ca, đám mây đen này đáng khả nghi. Trong mây có sấm, chẳng lẽ là yêu quái sao? Tiếp dẫn thiên tôn, các vị đi lại giữa dân Mộng Trạch và Nam Thiên Môn có từng gặp tình huống như vậy hay không? Thánh cái việc yên tâm đi, tình hình như vậy thường xuyên gặp phải mà. Có lẽ do cơn mưa kéo đến nên mây đen mới tụ lại thôi. Sao lại như vậy? Tại sao thiên giám của bị chao đảo vậy? Nguy rồi, cẩn thận. Hả? Yêu nghiệt phương nào ngang nhiên dám gây rắc rối? Ca, để hiểu rồi. Để hiểu gì? Nhất định là con nhà ai lấy vợ đó. Lấy vợ à? Quỳnh không nghe thấy hay sao? Người ta đang cầm đèn lồng đến đó. Đúng là đồ ngốc mà. Hãy nhìn cho kỹ đi, trên đời này có đèn lồng lớn tới vậy sao? Ê, đó là gì vậy? Đó chính là mắt của yêu tinh. Hả? Trời ơi, đây là cái con gì vậy? Như vậy, mau bảo vệ tặng đá. Dạ. Khải giáp hộ thể. Nghĩa súc, mau nộp mạng đi. Hơi.
Hay, đánh hay lắm. Đánh chết bọn súc sinh đó đi. Gì ca, để đi giúp đại ca. Được, giữ thêm vài tên súc sinh. Ca ca đi giúp hai người coi chừng trận tuyến. Cẩn thận nha. Bọn yêu nghiệt giết không chết đó. Ngay tại thiên đình thắng cảnh, ngang gì dám đến đây để cướp bóc hả? Đây chính là kế điều hổ ly sơn. Kẻ thực sự cướp bóc không phải là họ đâu. Vậy là ai vậy? Là ta. Hả? Ngươi. Hả? Hả? Ngươi ngươi không phải là tiếp dẫn đại thần sao? Vậy ngươi là ai? Nay câu hỏi này không còn quan trọng nữa rồi. Hả? Dạy. Hả? Ê, trời, có chuyện rồi. Gói đồ hắn cướp rồi kìa. Tâm đi, sao để đi? Đại ca, để tới giúp huynh. Để hồ đồ rồi. Đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa. Gói đồ đã bị người ta cướp mất rồi. Đánh gì mà đánh chứ, đừng có đánh nữa. Hả? Gói đồ đó đâu rồi? Tiếp dẫn, cái tên khốn kiếp tiếp dẫn. Hắn làm sao? Hắn biến thành một hắc y nhân để giật túi đồ bỏ đi rồi. Đệ đúng là vô dụng mà. Cả một túi đồ cũng không xem chừng được. Sao lại đổ thừa cho đệ? Tại đệ không kịp trở tay thôi. Không ai ngờ lại là hắn. Được rồi, đừng nói nữa. Đệ đứng đây chờ ta. Ông có phải thổ địa dùng này không? Tiểu thần thổ địa Tùng Cốc Sơn Khấu Kiên Thạch Thánh. Vừa rồi có yêu tà cướp đoạt trấn yêu thạch của tôi, bay qua chỗ này. Ông có nhìn thấy hay không? Tiểu thần không có nhìn thấy. Ông là thổ địa chỗ này, nhưng ăn không ngồi rồi không làm gì hết. Cứ mặc cho yêu ma quỷ quái tha hồ hoành hành mà không hay biết gì. Chẳng lẽ ông không biết thiên điều ngăn cấm hay sao? Hả? Sao vậy? Thạch thánh tại thượng, tiểu thần thật sự không nhìn thấy yêu ma chạy ngang. Trước khi yêu ma đi ngang sẽ nghe tiếng gió, nhưng mà vừa rồi thật sự là không có đâu mà. Chẳng lẽ tôi đi qua hắn rồi hay sao? Thôi được, tôi trách làm ông. Đi đi. Dạ, đa tạ thạch thánh. Người giỏi lắm, đến đúng lúc. Cho người biết tay của thạch gia gia ta. Tảng đá này sao mọc kỳ lạ quá vậy? Đúng là rất kỳ lạ nghe. Hả? Là ngươi hả? Từ đâu ta biết ngươi là giả mạo rồi? Tại vì tối hôm đó tiếp dẫn thiên tôn đã chết vì tự tử. Sau khi chết, hắn biến thành tượng đá, rồi biến thành tro bụi. Chuyện đó không ai có thể giả dạng được. Có một điều ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Trên người của ngươi, tại sao ta không phát hiện đôi chút yêu khí nào hết? Đây đúng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết ta hay sao? Ta phải quen biết ngươi sao? Ngươi là ai? Tại sao phải giật gối đồ của ta? Cũng như ngươi vậy, ta cần phải có trấn yêu thạch. Sao ngươi lại biết trấn yêu thạch này? Ngươi cho rằng thiên đình chắc như lâu đài hay sao? Ngươi cho rằng ngọc đế của ngươi có thể làm thêm bao nhiêu năm? Ta khuyên ngươi hãy quy hàng chủ nhân ta đi. Ngươi sẽ có vinh hoa phú quý tận hưởng không hết. Khuê căn, ngươi đúng là thông minh thiệt đó. Đừng dư hơi nữa, trả trấn yêu thạch cho ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót trở về hay sao? Sau khi thạch cảm đang chào đời tới này, đây là chuyện nực cười nhất mà ta từng được nghe. Hôm nay ngươi trả trấn yêu thạch cho ta rồi đường ai nấy đi. Nếu ngươi không trả, thạch cảm đang ta xin thề cho ngươi nhìn thấy đầu của ngươi rơi xuống đất. Ha 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 ha.
Hey! Hey! Pháp tổ, tạ pháp tổ ân điển. Thế nào rồi, đã lấy được chưa? Lấy được rồi. Trấn yêu thạch đã nằm gọn ở trong này. Giỏi lắm. Pháp tổ, pháp tổ, đó là gì vậy hả? Là trấn yêu thạch đó. Pháp tổ, pháp tổ, các người gọi đây là trấn yêu thạch sao? Đây thật sự là trấn yêu thạch mà, là do thần cướp được từ trong tay của thạch cảm đan đó. Đây là thái tuế ăn thịt do nhị lang thần nuôi dưỡng đó. Một khi chạm vào lập tức sẽ bị hắn nuốt chửng. Hôm nay nếu như ta là người khác thì đã chết ngay tức khắc rồi. Hả? Hắc Liên Thánh Sư, vì tin tưởng cho nên ta mới giao chuyện liên quan đến sinh mạng cho người. Nhưng người đền đáp ta như vậy sao? Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. Ngươi còn dám làm ta thất vọng không? Không dám nữa. Hay cho tên thạch cảm đan, từ đầu hắn đã đoán được chúng ta sẽ đi cướp trấn yêu thạch, do đó hắn đã có sự chuẩn bị rồi. Theo vậy cho thấy không cần dùng âm mưu quỷ kế. Hắc Bào Hộ Pháp, Hắc Liên Thánh Sứ Doanh Yêu. Có thuộc hạ. Tập hợp toàn bộ lực lượng tại thánh cảnh, không chừa một ai, tiến đến Thái Sơn. Nhất định phải cướp trấn yêu thạch về đây cho ta. Dạ. Để nói nè đại ca, chiêu thức mà huynh dùng nó có tên trộm long tráo phụng đó, đã khiến bọn khốn kiếp đó bị huynh lừa một cú ngoạn mục để được trấn yêu thạch giả.
vậy mà còn vui mừng hớn hở. Cho Khuê Căn được nếm mùi thái tối ăn thịt của chúng ta. Phải nói là huynh đáng khen lắm, đã nghĩ ra được cách hay này. Ý ca, huynh nghĩ sư phụ nuôi thái tuế như thế nào? Khi nào thì có thể kêu sư phụ dạy cho đệ cách nuôi đó? Để cho rằng thứ đó muốn nuôi là nuôi hay sao? Đó là thứ cực độc của thời thượng cổ, không có đại pháp lực vốn không thể nào chế ngự được nó. Để nuôi được vài ngày để sẽ cho thái tuế ăn thịt thôi. Có ghê vậy không? Thiệt tình à, tại sao thứ gì đến tại đệ đều trở nên khó khăn vậy? Không tin làm thử đi. Thôi đi, để muốn sống thêm vài ngày đó. Ê trời ơi, chuyện khác không nói, xem như tạm thời thoát khỏi bọn tay sai của Khuê Can rồi. Chúng ta không nên quá chủ quan như vậy. Khuê Can pháp lực cao cường, tuyệt đối không thể xem thường. Ừ. Nguy rồi, mau đổi hướng. Dạ. Tam đệ, giữ vững thiên dẫn, đổi hướng, đi hướng đâu? Dạ. Đứng dậy. Cho thiên dẫn xoay qua phía sau con thác, mau. Tam đệ, mau, bỏ tàu mau. Khuê Can, tình ác tặc đi, nhận một chiêu của ta. Hơi. Đại ca. Đại ca, huynh có sao không vậy? Quá lợi hại. Hả? Thạch Cảm Đan, lần này ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Yêu quái chán sống kia dám đến kiếm chuyện với Thạch gia gia ta. Ngươi dùng quỷ kế ve sầu lột xác, ý đồ hòng qua mặt ta và pháp tổ, đúng là nằm mơ ban ngày. Biết điều thì danh hợp trấn yêu thạch, nếu không chỉ trong chốc lát cho ngươi biến thành tro bụi. Muốn lấy trấn yêu thạch thì phải hỏi qua Khai Sơn Diện ở trong tay của ta. Tất cả xông lên. Thank you.
Thật lắm đang, nếu Quỳnh còn không qua đây, chị như thế phải đi chầu trời rồi đó. Chạy. Tam đệ, để coi chừng Trấn Yêu Thạch, ta dù họ đi khỏi. Dạ. Đừng để họ chạy thoát. Lên. Thạc Liên Thánh Sứ, đừng làm mất thời gian. Dẫn người đuổi theo Châu Bán Cân và Ngao Thân, đừng để họ đưa Trấn Yêu Thạch thoát khỏi đây. Dạ. Đuổi theo, đừng cho họ chạy thoát. Thạch Cẩm Đan, giao nộp Trấn Yêu Thạch, ta thà chết cho ngươi. Buồn cười cho yêu nghiệt các ngươi, sắp chết đến nơi mà vẫn chưa biết, còn đứng nói láo. Tại tuyệt đỉnh Thái Sơn hôm nay sẽ là nơi chôn xác của bọn tiểu yêu các ngươi. Thạch Cẩm Đan, ngươi không có tướng cũng không có binh, đương đầu với vài ngàn thần binh của ta, ngươi ngang nhiên dám đe dọa ta sao? Đúng là không biết sống chết. Khôn hồn giao nộp Trấn Yêu Thạch, góp sức cho Khuê Can Pháp Tổ, ta sẽ tha chết cho ngươi. Còn nếu không, chỉ trong chốc lát biến ngươi thành tro bụi. Yêu nghiệt vọng tưởng, ngươi hãy mở to mắt mà xem. Hả? Nguy rồi, chúng mai phục rồi. Hắn đã chuẩn bị từ đầu, cho nên dụ chúng ta đến tuyệt đỉnh Thái Sơn rồi truy cùng giết tận. Yêu nghiệt, bỏ vũ khí xuống, xua tay chịu trói. Ta sẽ tha cho các ngươi, nếu không chỉ trong chốc lát ta cho các ngươi tán xương nát thịt. Xông ra dòng dây. Rồi. Phóng.
yêu quái. Nghiệt súc chạy đâu cho thoát. Biến. Rồi lại. Thạch Cẩm Đan đó chắc là nổi cơn điên mất kiềm chế rồi. Thạch Cẩm Đan, ta là Na Tra nè. Tiểu là sư huynh. Huynh đệ, rất tiếc cho cự mãn tinh, hắc liên sứ giả và một số yêu tinh chạy thoát được. Cảm đan, nhiệm vụ của đệ không phải là trừ yêu, mà là mang trấn yêu thạch đi đặt trên đỉnh Ngọc Hoàng, đó mới là công quả. Đệ thật là đáng trách, cứ mãi lo giết yêu quái, kể cả mình nên làm gì cũng quên mất tiêu. Đệ ca nè. Hê
chúng ta lập tức ra tay đi. Pháp tổ, trúng thần vô dụng, đã trúng quỷ kế của Thạch Cảm Đan, toàn quân phúc diệt. Thạch Cảm Đan quá nhiên lợi hại. Các người đứng lên đi. Các người có thể trở về đây, đó là chuyện khó khăn lắm rồi. Chuyện này không thể nào trách các người, là do bổn tôn quá nôn nóng rồi, kiếp số chưa tới, không thể miễn cưỡng. Xem ra chúng ta phải chờ thêm 500 năm nữa. Khởi bẩm pháp tổ, trấn yêu thạch được dựng trên đỉnh Thái Sơn, toàn bộ dị vật ngoài tam giới đều không thể đặt chân bước tới tam giới được. 500 năm sau, có thể là chúng ta có thể trở về thế gian không? Trấn yêu thạch không thể mãi mãi trấn áp tam giới được. 500 năm sau, lúc kiếp số đã đến thì nó sẽ mất tác dụng. Kiếp số gì vậy? Đây là thiên cơ bất khả lộ. Chờ thời cơ đến rồi các người sẽ biết thôi. Phải ghi nhớ, chúng ta bại trong tay ai? Thạch Cảm đang là một nhân vật đáng nể. Sau này chúng ta còn gặp hắn, các người phải ghi nhớ trong lòng. Để tự ghi nhớ. Cảm Đan à, trên trấn yêu thạch không thể bỏ trống, con khắc vài chữ đi. Hùng tự thiên đồng hay lắm, hãy cho câu hùng tự thiên đồng hảo nhiên lắm đi, uy chấn bát phương. Ngọc Đế tới rồi. Cung kính đến thành thân gia Ngọc Đế. Chung khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Hồng tự thiên đông hay, mấy chữ này viết hay lắm. Do người nào viết vậy? Hồng bệ hạ, là do Di Thần viết. Cự thạch trấn yêu được dựng trên thiên đông tuyệt đỉnh, đây là một đại công quả giữa chốn đất trời. Thạch Cảm Đan không chỉ can đảm hơn người, còn trí tuệ vô song, có thể thành tựu đại sự phong công dĩ nghiệp, thật đáng khen thưởng. Này tam giới đã yên lành, trẫm định bày an thiên đại hội. Ngoài việc ăn mừng cự yêu bị tiêu diệt, từ nay tam giới hài hòa, trẫm phải phong thưởng cho người có công. Làm vậy là đúng. Bệ hạ, nay trấn yêu cự thạch hùng tự thiên đông, yêu quái bên ngoài tam giới không thể đột nhập được, thiên giới yên bình. Nhưng mà hạ giới vẫn còn quá nhiều yêu ma quỷ quái, vong hồn ma mị gây rối nhân gian, kỳ hành bất khả di bất động, kỳ ác bất khả di bất đại. Xin Ngọc Đế từ bi ban cho trấn yêu khử tà chi pháp. Bệ hạ, tuy Thạch Cảm Đan được thụ thiên tinh địa khí,
sinh ra từ đá, nhưng lại có lòng tế thế nhân tâm và lòng từ bi thánh từ, đây quả là đáng trân trọng. Cậu xin Ngọc Đế ban cho một ít pháp bảo để ngăn chặn nhân gian tà ác. Được, mang giấy bút đến đây. Thành Cảm Đan, ba chữ này do đích thân Trẫm ghi ra. Bất luận là yêu ma quỷ quái hung tàn cỡ nào, vong hồn ma mị nhìn thấy cũng phải tránh xa ba bước. Khanh mang theo nó đến nhân gian, giao cho đế dương nhân gian, cho người biết chỉ cần cho khắc ba chữ Thạch Cảm Đan này lên bất kỳ tảng đá nào đó có thể trấn yêu trị tà. Hay lắm. Thần tạ bệ hạ thiên ân. Từ nay về sau, Trùng Hoa Cung do Tam Thanh trên cửa coi chừng. Cửa này sẽ không còn bất cứ ai mở ra được. Cho dù là ta cũng không mở được. Cần phải như vậy. Trùng Hoa Cung bắt đầu từ nay do nhị thập bát túc của Đẩu Ngư Cung thay phiên coi chừng. Dạ. Trấn yêu thạch được dựng trên đỉnh Thái Sơn, hùng tự Thiên Đông chi môn, cản tà ma ngay bên ngoài tam giới, chặn yêu ở giữa nghiệt du ngũ nghịch. Từ nay thiên hạ thái bình, tam giới hài hòa, mưa hòa gió thuận, tứ hải thăng bình. Dạ, 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 dạ. Lần này dựng đá trừ yêu, người có công lớn nhất là Thái Sơn Thạch Thánh, tam giới đại hộ pháp Thạch Cẩm Đan. Trẫm khen ngợi công lao trí tuệ, biểu dương lòng trung thành bất khuất, đặt chuẩn phong làm quyền thiên cao khuyết quản lực thiên tôn. Xứng đáng. Đúng rồi. Bệ hạ, Thạch Cảm Đan mới vào thiên lưu, xếp vào thần ban, nhưng được phong thiền làm thiên tôn, xếp vào thần ban để nhất đẳng sánh với Thái Thượng Lão Quân, Kim Tinh Lão Tiên, Phổ Hóa Thiên Tôn, Võ Thánh Thiên Tôn và Tử Di Chân Võ hai vị đại đế được cung dưỡng chung. Vậy thần thấy không thích hợp cho lắm. Thần cho rằng phong thiền quá cao, xin bệ hạ rút lại, tha thứ cho thần mạo muội. Ý, Hiển Thánh nói vậy là sai rồi. Thạch Cảm Đan chống lại cự yêu khuê can quá ngoại, yên định thiên đình, giữ yên tam giới là công lao cao cả nhất. Bệ hạ, phong thưởng như vậy là đúng theo công lao. Hiển Thánh không nên quá khiêm tốn. Hải Hội Đại Thần nói vậy rất đúng. Thạch Cảm Đan không chỉ trung dũng trí tuệ, còn nhân từ khoan hậu, xếp vào thần ban nhất đẳng. Vậy đúng ý của mọi người, Hiển Thánh không nên quá lo ngại. Hiển Thánh không nên quá lo ngại. Cảm Đan,
May mắn được các vị thiên tôn và đại đế thương tình, Dương Tiễn không còn gì để nói. Tại đây đa tạ các vị đại thần. Hiển thánh quá khiêm tốn. Cảm đơn, mau đa tạ đại ân của Ngọc đi. Thần Thạch Cảm Đan tạ bệ hạ thiên ân, nhưng thả thần chấp nhận từ bỏ phong hiệu thiên tôn, chỉ xin bệ hạ trả sự công bằng cho thần. Phong hiệu thiên tôn vạn kiếp chưa có một lần, sao con lại dễ dàng từ bỏ, còn không báo quỷ xuống tạ ơn? Sư phụ, cho phép con nói hết lời cái đã. Con bệ hạ, thần hàng yêu cũng được, trừ ma cũng được, không vì phong thưởng danh lợi, không vì xếp vào tiên bang, cũng không vì thần bang nhất đẳng. Thần chỉ vì thiên hạ công bằng, không có chuyện bất bình, không có người ăn người, không có quan án quan sát. Hôm nay thần thà không nhậm chức Dũng Thánh Quản Lực Thiên Tôn, chỉ xin bệ hạ có thể trả lại cho thần một sự công bằng. Thôi được, khanh thử nói xem, cho khanh một sự công bằng như thế nào. Kim thân Thiên Long Lạc Hà Ti Vũ Đại Long Thần Ngao Thân mời đệ ra đứng trước mặt Ngọc Đế. Ngọc Đế còn nhớ cách nay cả trăm năm chuyện mà Triệu Hắc Hổ nằm mơ trảm lạc Hà Long Dương hay không? Tất nhiên là trẫm nhớ. Đó là do Lạc Hà Long Thần chậm trễ công việc và giảm bớt lượng mưa, vi phạm thiên điều, cho nên mới bị giải đến Long Đài thôi. Lạc Hà Long Dương là dượng của Ngao Thần. Theo lời Ngao Thần nói, Lạc Hà Long Dương bị giết quan, xin Ngọc Đế cho phúc tra vụ án này, trả lại sự công bằng cho thiên giới. Có thật không? Giết quan à? Giết quan à? Có thật giết quan? Đúng là nó bậy bạ. Đúng là bậy bạ thiên giới. Sao lại có chuyện giết quan như vậy được chứ? Thạch Cảm Đan, ngài là thiên thần, sao lại có thể nhắm mắt nói bừa được? Xưa nay thiên đạo công bằng, chưa từng nghe nói thiên giới cũng có quan án. Thạch Thánh nói vậy là bị ai đó xuyên tạc rồi. Nè, Thạch Cảm Đan, xưa nay thiên đạo vô tư, công chánh liêm minh, sao có thể có quan án giết lầm được? Càng không thể có chuyện giết quan như vậy. Khanh nghe ai nói mà lại tin như thật? Đây là hành vi thiếu sáng suốt đó. Ngao Thân, để mau nói rõ đi. Cải tấu Ngọc Đế, cách nay trăm năm, thần và con trai của Võ Đức Tinh Quân Võ Cát vì mâu thuẫn nhau mà tranh chấp, dẫn đến ẩu đả. Cha thần Ngao Nhuận đã giao thần cho Võ Đức Tinh Quân xử lý. Thần bất chấp lăng nhục, cho nên chạy đến nhà Dượng, tức Lạc Hà Long Dương để sinh sống. Võ Đức Tinh Quân hiếp người quá đáng, lại chạy đến Lạc Hà đòi bắt người. Cũng may trước khi hắn đến, Dượng thần từng đến Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ, tức chỗ của Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn, xin cho thần chức vụ Lạc Hà Long Binh Đô Thống, khiến Võ Đức Tinh Quân không đạt được ý đồ. Theo thần nghĩ, Lôi Thanh Phổ Quá Thiên Tôn chắc ngài vẫn còn nhớ chuyện này chứ? Đúng vậy, có chuyện như vậy. Lúc đó Võ Đức Tinh Quân kêu bổn tôn nghiêm trị Lạc Hà Long Dương và Ngao Thân, nhưng bổn tôn trả lời chúng ta làm việc cùng nơi, chẳng qua chỉ là chuyện xích mích của con nít, chuyện này chúng ta nên chấm dứt tại đây. Võ Đức Tinh Quân, có chuyện như vậy không? Đúng vậy. Tam đệ, để kể tiếp đi. Lúc đó thần tưởng rằng chuyện này đã chấm dứt, nhưng nào ngờ được vài ngày sau, Cốc Hà Long Dương vì đánh cược với một thành toán tiên sinh Viên Thủ Thành đã giảm bớt lượng mưa trong thành để được thắng cược, vi phạm thiên điều. Chuyện này không phải là Hà Long Dương gây ra sao? Đúng vậy, rốt cuộc là sao đây? Nếu do Cốc Hà Long Dương vi phạm thiên điều, sao lại như vậy? Sao người bị chém đầu lại là chuyện gì? Sao lại như vậy chứ? Ngao Thân, ngài là nghịch tử tán gia bại môn, ngàn gì dám đến đây ăn nói bậy bạ. Ngài nói là Cốc Hà Long Dương giảm mất lượng mưa, đúng là nói sằng nói bậy, phải phán tội chết. Bệ hạ, xin người lập tức hạ chỉ để xử tội Ngao Thân. Võ Đức Tinh Quân, ngài là thiên đình bại loại, nên thần gian trá. Nếu không phải ngài đứng giữa lôi kéo, sao lại có vụ án quan cách nay trăm năm? Và dưỡng của tôi Lạc Hà Long Dương cũng không chết quan ở chốn Long Đài. Ngài là tên súc sinh, nếu ngài còn dám nói bậy, đừng trách bổn Tinh Quân vô tình. Bệ hạ, năm xưa Cốc Hà Long Dương vi phạm thiên điều, Võ Đức Tinh Quân cố tình đứng trước bệ hạ xin điều tra vụ này,
Rồi sau đó hắn nhận hối lộ một số châu báu của Cốc Hà Long Dương. Hai người tiếp tay gây ác, thông đồng Thủy Đức Tinh Quân hãm hại Lạc Hà Long Dương. Vị gì Lạc Hà Long Dương phải chịu tội chết, oan ức dưới đáy biển trăm năm qua. Bệ hạ, những lời thần nói đều là sự thật. Bệ hạ lãnh tụ thần giới, pháp lực thông thiên xem lại biết ngay. Xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ, ngao thân lạm ngôn dùng không, trả thù cá nhân, thần có chết cũng không dám làm chuyện tày trời này. Mong bệ hạ minh xét. Giả lại năm xưa tra xét vụ án này, do bệ hạ thân điểm di thần không sai, ngao thân dù không di thần, xem như dù không bệ hạ. Sao oát tên này có xương lồi là tên phản bội? Trăm năm trước phóng hỏa thiêu rụi Cốc Hà Long Cung vi phạm thiên điều, hôm nay lại đến gây hấn tại Lăng Tiêu Điện, đây là hành vi nghịch thần. Xin bệ hạ giáng chỉ nghiêm trị. Bệ hạ mắt sáng như đuốc, tra xét chuyện thiên hạ dễ như trở bàn tay, nói chỉ đến chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thần xin bệ hạ dùng tuệ nhãn tra xét, phân biệt trung gian, trả lại sự công bằng cho thiên giới. Bệ hạ hãy thấy trời thành đạo. Xin bệ hạ minh xét. Hả? Vậy là sao? Đúng cùng ai mới là người có tội đây? Có tội vậy? Chuyện này là sao đây? Không biết bệ hạ nghĩ cả sao? Cả hai người đều quỳ dưới đó gào thét. Đúng rồi. Nếu như tôi còn ngồi đây thì không có nghĩa khí. Trời ơi. Đúng vậy. Ê, xin bệ hạ làm chủ. Bệ hạ, đây bọn người của Thạch Cẩm Đa nghi ngờ công bằng của thiên giới và bệ hạ, dụng ý của họ hiểm ác, tội không thể tha. Xin bệ hạ đừng tin lời sàm tấu của họ, duy trì tôn nghiêm thiên đạo trên hết. Bệ hạ, Võ Đức Tinh Quân nói vậy rất đúng. Xin bệ hạ duy trì thiên đạo, tôn nghiêm. Duy trì thiên đạo tôn nghiêm. Xưa nay thiên đạo công bằng, mọi người đều biết. Không ai ngờ được đường đường thiên đình lại có chuyện oán ức như vậy. Bệ hạ, ai cũng có sai lầm, đã sai phải sửa, phân biệt trung gian, rửa sạch quan tình. Đây là chuyện nêu cao chính nghĩa, không ai sẽ cho rằng bệ hạ vì vậy mà đánh mất tôn nghiêm của mình. Còn vì bệ hạ can đảm đứng ra nhận lỗi mà càng thêm khâm phục. Nhưng nếu bệ hạ biết rõ quan tình, nhưng vì duy trì sự tôn nghiêm của mình mặc cho nó trôi qua, nếu người làm vậy vi phạm công bằng trời đất, khác gì người phàm tục, thật sự khiến người ta rợn gáy. Bệ hạ, Thạch Cảm Đan giữ trò miệng lưỡi yêu ngôn hoặc chúng, hòng nâng cao mình ngay trước chúng thần, hạ thấp bệ hạ. Bệ hạ, xin người đừng bao giờ nghe theo. Võ Đức, ngài là tiểu nhân gian định, thiên đình bại hoại, vì che giấu cho tội trạng của mình, ngang nhiên lấy tôn nghiêm của thiên đế ra làm lá chắn, đúng là lòng lang dạ sói, tội không thể tha. Bệ hạ, thứ gian định thần như hắn chỉ là gây hại cho thiên đình, không thể dung thứ. Xin bệ hạ lập tức dùng tuệ nhãn xem sự thật, phân biệt thị phi. Xin bệ hạ làm chủ. Xin bệ hạ làm chủ. Bệ hạ, vụ án trăm năm là chuyện nhỏ, tôn nghiêm thiên đế là chuyện lớn, xin bệ hạ minh xét. Bệ hạ, từ bàn cổ khai thiên hồng quân tạo thần, lý do mà thiên đình công bằng vô tư là vì thiên đế có tuệ nhãn, chúng thần có dị năng, khiến tiểu nhân gian nịnh không thể độn hình. Nay thiên án có nghi vấn, cần phải tuân thủ pháp lý của thiên địa, dùng tuệ nhãn phân thị phi. Xin bệ hạ hãy xử lý cho công bằng. Xin bệ hạ xử lý công bằng. Xin bệ hạ xử lý công bằng. Tuy thiên đế chúng thần có tuệ nhãn dị năng, nhưng không thể phớt lờ thiên đạo tôn nghiêm. Giả lại vụ án cả trăm năm, sau khi Lạc Hà Long Dương bị chính pháp, người nhà chưa từng chống án, sao lại có chuyện trăm năm sau đến đòi công bằng? Kỳ hành bất thuận, kỳ lý bất thông. Xin bệ hạ hãy cân nhắc. Xin bệ hạ hãy cân nhắc. Trung Khanh, mau đứng dậy đi. Chuyện này chúng ta tính lại sao? Dạ. Xin Ngọc Đế đồng ý. Nếu không, thần không dám đứng dậy. Thạch Cảm Đan, ngài làm như vậy là sao? Định bắt ép Độc Đế trả thù cá nhân à? Sao gọi là trả thù cá nhân? Đây chính là tư thù. Nếu như Lạc Hà Long Dương không phải là dưỡng của Ngao Thân, liệu ngài có quản chuyện này không?
chúng thánh tại đây. Quen biết Thạch Cẩm Đan tôi khá nhiều. Chỉ cần có ai kể ra một chuyện Thạch Cẩm Đan tôi vì Tư Phế Công. Bệ hạ, chuyện của Lạc Hà Long Dương thần hứa không nhắc tới. Thạch Cẩm Đan là người chính trực, bản tánh công bằng, không thiên vị ai. Sao hả? Còn gì để nói nữa hay không? Ngài định làm gì? Thạch Cẩm Đan phải quản chuyện bất bình ở trên thiên hạ này. Ngài, Thạch Cẩm Đan, ngài tưởng ngài là ai? Với tia sáng đom đóm của ngài có thể quản hết mọi chuyện bất công trên thiên hạ sao? Thấy chuyện bất bình, trả tay trưởng nghĩa, người phàm dưới trần cũng có thể làm được. Chẳng lẽ những người được mệnh danh là thần tiên, mệnh danh là thánh còn thua kém người phàm hay sao? Tôi muốn thọ giáo hai vị tinh quân. Nếu như La Thiên chúng thần đều như hai vị đây, tham tiền hảo sắc, làm trái luân lý, xem thường pháp kỷ, ý thế cậy quyền, thế giới đại thống do thiên đế chủ trương còn đâu? Đến lúc đó chúng ta không còn là thần là thánh, mà là một bọn ác đồ có thần lực và xem thường thị phi công lý. Ngài Thạch Cẩm Đan, tuy là ngài đã thành thần, nhưng mà trong người còn đầy yêu khí, thú thật là thiên đình nan dung. Nếu như thiên đình chỉ có thể dung nạp bọn vô sĩ gian định như quý ngài đây, Thạch Cẩm Đan ta thà hạ giới làm yêu. Cẩm Đan, con ăn nói vậy bà gì? Thạch Cẩm Đan, trẫm đánh giá khanh rất cao, khanh không nên làm quá như vậy. Hôm nay là ngày hội thiên an khánh công, chuyện này để giải quyết sau. Vai trò chủ quản của thiên đình, nhập quan án không xử ngang nhiên khoanh tay đứng nhìn, mặc cho bọn chúng càng quấy, cho gian định tiếp tục lộng hành thao túng thiên đình, khỏi làm gương cho chúng thần, không xứng thiên giới lãnh đạo. Chuyện này khách Cẩm Đan không được đâu bậy. Thạch Cẩm Đan, ngài to gan lắm, ngang nhiên công khai sỉ nhục Ngọc Đế, tôi thề không để yên cho ngài. Những kẻ nham hiểm gian định như ngài đây, sớm muộn bán đứng thiên đình, bản thân cho giặc chỉ là bãi hoại thiên giới mà thôi. Ngài không được vô lễ. Chúng thần xông lên để tóm lấy tên nghịch tặc phạm thượng này. Dừng tay lại chưa? Dừng tay lại. Đại ca. Xin Ngọc Đế làm chủ cho thần. Bệ hạ, Thạch Cẩm Đan ngang nhiên dám vô lễ như vậy, ngang nhiên đá nhị vị tinh quân trước mặt người, quá là quá ngông cuồng, xin bệ hạ xử phạt cho nghiêm. Thạch Cẩm Đan khanh, bần đạo thấy rõ, hình như do Võ Đức tinh quân ra tay trước đó. Ngài bệ hạ, Thạch Cẩm Đan muốn giết chết di thần, xin bệ hạ làm chủ. Hạng tiểu nhân gian tà đó có cũng như không, đánh một trận cho đã tay. Dừng tay. Thạch Cẩm Đan, trẫm không ngừng nhịn khanh, nhưng mà khanh không chịu dừng lại, ngàn nhiên dám ra tay ngay trước mặt trẫm, khanh to gan lắm đó. Ngọc Đế, ngài vì đôi chút tôn nghiêm đáng thương hại của mình, chứng kiến quan án giả dờ như không nhìn thấy, xem mạng người y như là cỏ rác, bao che gian định, đàn áp chính trực, cư xử như vậy có khác biệt gì so với Thiếu Hạo thiên đế năm xưa đâu chứ? Thiếu Hạo bị chúng thần lật đổ, rốt cuộc chết trong tay của hình thiên. Nếu như người cũng làm trái luân lý đạo đức, Thiếu Hạo sẽ là tấm gương của người. Người đâu, mau bắt tên nghịch tặc này cho trẫm. Dạ. Thạch Cẩm Đan, tuy khanh đã vào thần ban, nhưng ngang ngược vô lễ không theo thiên đạo, đúng là tội không thể tha. Nay trẫm phải chính pháp khanh để làm lời răn tam giới. Người đâu? Dạ, khoan đã. Bệ hạ, Thạch Cẩm Đan có công lớn với tam giới, nếu như giết hắn, lòng người sẽ khó phục.
xin bệ hạ hãy cân nhắc. Hắn mang trẫm ra so với Thiếu Hạo đúng là phải chịu tội chết. Dương Tiễn, Khanh với vai trò cháu của trẫm, chẳng lẽ Khanh cũng định giúp cho Thạch Cẩm Đan hắn chống lại trẫm sao? Thần thôi được, chuyện này không cần phải bàn cãi nữa. Giải Thạch Cẩm Đan ra thần đài, dùng Ngô Câu Đao xử theo cực hình. Dạ. Bệ hạ, bệ hạ, Thạch Cẩm Đan vì thần mà đứng ra can thiệp, thần nguyện chết thay cho huynh ấy. Thần nguyện chết thay cho Thạch Cẩm Đan. Còn ai đứng ra xin tha xử tội chung với hắn? Bệ hạ, tuy Thạch Cảm Đan có phần ngang tàn, nhưng can liệt chính trực, là bậc nhân tài thiên giới không thể thiếu. Lý Nhĩ xin bệ hạ pháp ngoại khai ân. Mời Thái Thượng Đạo Tổ đứng dậy, trẫm không dám nhận đại lễ như vậy. Xin bệ hạ khai ân. Thái Thượng Đạo Tổ, Thạch Cảm Đan gây rối thiên đình, con người như vậy sao có thể giữ lại được? Xin bệ hạ khai ân. Xin bệ hạ khai ân. Các vị đại thần làm như vậy là sao? Chẳng lẽ quý ngài đòi bức cung hay sao? Câm miệng lại ngay, nếu không ta sẽ cho ngài một nhát đau. Hiển thánh bất giận, hiển thánh bất giận. Các khanh đứng dậy đi, thả Thạch Cảm Đan ra. Đại ca. Bệ hạ, Thạch Cảm Đan thô thiển vô lễ, Ngọc Đế cứ việc giáng phạt. Nhưng mà vụ án Lạc Hà Long Dương xử lý thế nào, xin người cho biết. Khách, Thạch Cảm Đan, tuy Khanh có công lao nhưng quấy rối thiên giới, xem thường đế tôn, lộng hành vô lễ, công tội so sánh, cần phải trọng phạt. Nào ngờ chúng thần xin tha, bắt đầu từ đây thu hồi bàn cổ khai thiên diệt của Khanh. Võ Đức Tinh Quân, Hủy Đức Tinh Quân. Có thần. Khai thiên diệt của Thạch Cảm Đan cất trong Lăng Tiêu Bảo Điện, do chúng Khanh ngày đêm coi chừng. Dạ. Ngọc Đế, người xử lý chuyện này thiếu công bằng, trong lòng Thạch Cảm Đan khó phục. Đại ca, thôi bỏ đi. Đại ca, các vị đại thần, các vị nhìn thấy rồi đó, đây chính là Ngọc Đế của chúng ta. Nỗi quan của Lạc Hà Long Dương không phải người không quản được, nhưng vì sự tôn nghiêm nhỏ nhoi đáng thương hại của mình không dám quản, không muốn quản. Thôi được, người không quản ta quản. Chuyện này không có kết quả, Thạch Cảm Đan ta bị đày vào A Tỳ địa ngục, mãi mãi không được siêu độ. Cảm Đan, Tiểu Lan sư huynh, đệ thật không ngờ Ngọc Đế lại bất công như vậy, khiến đệ cảm thấy rợn gáy. Cảm Đan, đệ do tảng đá sinh ra cho nên không biết nhược điểm con người. Nếu như hôm nay Ngọc Đế lấy tuệ nhãn ra tra xét bọn người của Võ Đức Tinh Quân âm mưu hãm hại Lạc Hà Long Dương, có nghĩa là Ngọc Đế không biết dùng người, cư xử không đúng. Giả lại Lạc Hà Long Dương đã chết cả trăm năm rồi, nay không thể sống lại nữa, cho dù điều tra rõ đi thì đó cũng chỉ nói mà thôi. Đối với người mà nói chỉ để nói thôi, nhưng đối với những người bị hại mà nói, đó là sự giày xéo mãi mãi. Đây chính là thói đời Diêm Lương. Ngọc Đế là lãnh tụ thiên giới, ở trên đỉnh cao, cho nên không hiểu nỗi khổ của hàng tiểu thần như Ngao Thân đâu. Người đời hay nói ông trời có đức hiếu sinh, tại sao ở chỗ của Ngọc Đế đệ hoàn toàn không nhìn thấy được chứ? Thôi đi, nay đệ đã mất đi binh khí, không oai phong như trước. Nếu như vừa rồi không có Thái Thượng Lão Quân và Hiển Thánh Vị Lan Thần nói giúp, e rằng mạng sống của đệ khó giữ. Ta khuyên đệ không nên nhúng tay vào chuyện này nữa.
Chuyện này đệ vẫn phải quản. Đệ nhất định đòi quản. Đương nhiên. Ê, ta nghe nói sau khi Lạc Hà lão Long Dương bị chém đầu, hồn vía vẫn lai vãng chốn địa phủ chưa đào thai. Tại sao vậy? Ta chỉ nghe kể, mỗi khi đưa ông ấy vào đường hầm luân hồi đều không đầu thai được, bị gió xoáy thổi ngược của đường hầm đẩy trở ra. Hả? Tại sao lại vậy? Rất nhiều người nói ông ấy bị chết oan, trung hồn bất tán. Tuy gió xoáy thổi ngược của đường hầm có lợi hại, nhưng không thể khống chế chính khí ấy, do đó không đầu thai được. Chuyện này không biết thật giả, ta cũng chỉ là nghe kể thôi. Ý, đây đừng nói do ta kể nha.